Cách đọc số điện thoại trong tiếng Pháp. Ở Pháp, người ta sẽ chia số điện thoại thành các nhóm nhỏ, gồm 2 chữ số một nhóm, và đọc số điện thoại theo từng nhóm. Đối với các nhóm số nhỏ hơn 10, như 01, 02, chúng ta sẽ không đọc thành một số mà đọc thành hai số. Ví dụ như 01, 02. Ví dụ, để đọc số điện thoại sau, chúng ta sẽ chia dãy số này thành các nhóm nhỏ. 01, 01, 23, 23, 45, 45, 67, 67, 89, 89. Nếu đọc liên tục dãy số điện thoại này sẽ là 01, 23, 45, 67, 89. Một số ví dụ khác. Số điện thoại 0517284272 sẽ được đọc là 05 17 28 42 72. Dãy số điện thoại 0905 37 63 74 sẽ được đọc là 09 05 37 63 74.